Rion đăng bài chỉ trích LCK, dọa sẽ gửi đơn khiếu nại tới chính phủ Hàn Quốc. Đầu tháng 2 vừa qua, ban tổ chức LCK đã bị cộng đồng Hàn Quốc chỉ trích kịch liệt trong drama liên quan đến vấn đề chọn bên của Rion. Theo thông báo, đây hoàn toàn là lỗi của LCK và ban tổ chức cũng đã đứng ra xin lỗi fan Hàn và cả đội tuyển Rion. Tưởng chừng vụ việc đã khép lại, nhưng mới đây, Rion tiếp tục nhắc lại drama này và có những chỉ trích nặng nề. Trong đó, Rion cho rằng LCK đã hoàn toàn đổ sạch trách nhiệm cho một bên khác là Kespa, đồng thời ban tổ chức không hề có động thái bồi thường phù hợp sau khi mắc sai lầm làm ảnh hưởng tới Rion. Bởi đội tuyển này cho rằng họ cũng như các đội khác sẵn sàng chấp nhận hình phạt nếu vi phạm luật thi đấu. Vậy nhưng chỉ vì sai lầm của LCK là chưa từng có tiền lệ mà ban tổ chức không đưa ra hình phạt phù hợp cho chính bản thân mình. Điều này làm sân chơi eSports tại Hàn Quốc trở nên thiếu công bằng và không còn hình ảnh chuyên nghiệp mà nó phải có. Do đó, Rion yêu cầu ban tổ chức phải có hành động nhận trách nhiệm nhiều hơn và bồi thường Rion phù hợp hơn. Sau cùng, Rion cho biết nếu LCK tiếp tục phủ sạch trách nhiệm thì tổ chức này sẽ nộp đơn khiếu nại lên Fair Trade Commission, Ủy ban Thương mại Công bằng, một cơ quan chính phủ Hàn Quốc. Về phần cộng đồng quốc tế, nhiều người cũng lên tiếng chê bai LCK có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều người còn cho rằng vụ việc bị ngó lơ vì nó liên quan đến Rion. Chứ nếu liên quan đến T1 thì nhà thi đấu LOL Park bị đốt rồi cũng nên.